Rồi chào anh em đã quay lại kênh Duy Khánh nha. Nay soạn được mớ máy ngổn ngang anh em ơi ha. Quay chia sẻ anh em. Đầu tiên có con máy này là kêu bằng máy gì không biết nữa, mấy cây lúa gì đó. Thứ hai là con này là con máy cắt cỏ đẩy tay ha, cỏ mâm. Còn con sớ thùng phi phải là đẹp nhất nách ha. Sớ thùng phi, con sớ thùng phi này phải như mới luôn anh em ơi. Tiếp theo là con sới đa chức năng ha, sới tạc lên luống lên liếp ha. Con này bữa mình tạc ở sau lên rảnh rất là ok luôn, nó có đủ bộ hay đa năng luôn, bông sới nó có thể tạc được, bông thới nó có thể sới được luôn. Rồi chứ nay lên sơ sơ một hai máy nổ nữa anh em ơi đó, thì hôm nay lên đơn giản nhiều đó thôi đó. Còn anh thợ này anh đang nghiên cứu để cho chạy con máy máy này máy gì mày cấy lúa đây đó, cấy ha, để mạ vô là lụm thôi. Con này mình không biết kêu bằng con gì nữa, nói chung là bên tới bên lên bên xuống được luôn, rồi quay rồi sàn tùm lum để em lại trước cái đó anh em ơi. Đây có đèn luôn nha anh em ơi, không những anh em cấy ban ngày em cấy ban đêm luôn, ok luôn ha. Con này nó khoảng từ 3 ngựa thôi đó, ốc ác 7 màu hết, càng về ha. Rồi bên lên bên xuống cho anh em xem cái coi, bên đâu đó anh thấy bên bên cao thấp nè, đó nó có cái thị lực đó, hạ xuống đây đó theo cái mức mạ nè mà mình làm ha anh em ha. À, bên lên bên xuống nha, đó rồi sợ bắt đầu nó cấy đây anh em ha. À, anh em để mạ vô nó gứt nó bỏ xuống thôi, nó gứt hai đường thôi đó, nó chạy qua một tua cái này nó cuốn xuống nha anh em ha. À, đó nó gứt mạ xuống rồi, ok cho vừa chạy vừa gứt luôn coi đó ha nè, chạy rất là nhẹ nhàng ha, ve luôn đều được nha anh em ơi, full chức năng. Ve thì chạy không thôi. À, có nắp chụp đàng hoàng đầy đủ nha anh em ơi, con máy có nắp chụp đầy đủ á, ốc ác con này 7 màu á. Rồi ê full chức năng á, nắp chụp ở đâu lụm lên nắp chụp bỏ vô coi. Con này nè anh em nhìn nè, ốc ác 7 màu hết anh em ơi, từ trong ra ngoài ha, trên dưới luôn ha, đẹp len keng đó. Con này anh em nào cần ới em ha, giá 7 triệu mà con này vận chuyển sao em chưa biết nữa. Giờ nó cồng kềnh quá, nó nhẹ à, nhưng mà nó cồng kềnh quá đó, nguyên nắp chụp nó nguyên vậy đó anh em ơi. Con này thì của Dân Ma AB200 đó, giá 7 triệu ha, 7 triệu anh em tự xử ha, chưa vận chuyển nha, không biết vận chuyển sao nữa đó. Anh em nào gỡ xe thì em đem ra xe thôi, gỡ bưu điện cồng kềnh quá không biết nó nhận không nữa. Con này cồng kềnh quá, bự quá, nó chà bá luôn á. Rồi tiếp theo con số 2 gắn cái gạo vô, cái ấy vô cho nó lịch sự coi. Số 2 là một con Honda anh em ơi, con Honda con này cắt cỏ mình bữa trước mình bán một con rồi, hôm nay về một con nữa nè ha. Con này cũng có cái ấy luôn, dỡ cái nắp lên bỏ nó vô đó. Con này Mirocut, con này của Honda ha anh em, đẹp len keng bánh nè, ok luôn ha, không phải chê đâu được hết. Con này là Honda đây, thông tin kỹ thuật Honda GXV160 ha. Đó. Con này đẹp lắm nha nè. Rồi để chỗ này nè. Đó, để lên trên đó. Ừ, rồi qua xuống. Có chưa? Thì vậy có ngược không? Ngược rồi mày ơi. Để dính cái xe đó tí. Ngược, để ngược, đi ngược. Quay ngược. Đó. Đó. Rồi lắm đúng rồi, đây nguyên bản nó là gì đây anh em, con này đời cao á, đẹp cực kỳ luôn ha. Đó, tay cầm nhanh, tay nắm chạy nhanh chạy chậm ha, stop gì đầy đủ không, le bọng luôn. Đây thông tin của máy đây nè, Honda HG C536 HXZ
American nha. Lọc bụi lọc gió nó như chưa xài luôn ha. Rồi cho nổ đi. Test nha. Anh này anh em có thể nâng cao thấp đều được nha anh em ơi. Bằng hai cái bánh này nè, anh em có thể nâng cao, nâng thấp đều được ha. Bốn cái bánh. Nâng cao thấp đều được. Rất ok nha anh em. Rồi đây. Anh em kéo le lên đây ha. Trên đây anh em kéo le chạy nhanh chậm và stop lên đây luôn ha. Thì con này thì em bán với giá là 9 triệu chưa vận chuyển ha. Anh nào cần thì ở em. Rồi tiếp theo. Tiếp theo con sới thùng phi IR70 anh em ơi. Con này phải nói là xuất sắc luôn. Như mới ha. Không phải chê vào đâu được anh em ơi. Như mới luôn á. Con này Kawasaki FE170. Đó. Con này bánh lớn ha. Con này 170 nó 6 ngựa mấy vậy đó. Con này thì khá là đẹp luôn, như mới luôn, không phải chê đâu được anh em ơi. Từ ốc ác đến bánh, cái gai bánh nó cũng vậy luôn ha. Đó. Thường cái thùng cũng vậy luôn, cái thùng nó đẹp nè. Đỏ ngực luôn, cái màu luôn. Bên dưới đây. Ha. Sới đây ha, ngon lành canh đào hết. Đó. Dưới mà nó còn chưa có bạc màu luôn anh em hiểu rồi ha. Thì con này có mấy số tới? 3 số tới anh em ơi ha. 2 số sới đảo chiều đều có luôn. Rồi con này thì em đang bán với giá là 8 triệu nha anh em ơi. 8 triệu chưa vận chuyển ha. Con này thì hơi bị đẹp. Cái bô lửa đó mà anh em thấy nè, có đen mung gì là anh em hiểu ha. Rồi cào lên xíu rồi móc dưới đất kìa ha. Anh em đang sới đây. Thôi chạy nhanh đó về ha. Nói chung là con này full chức năng anh em ơi. Coi được máy thì không phải chê đâu được luôn. Con máy là anh em là không phải chê đâu được, rất là đẹp luôn. Rồi được rồi. 8 triệu chưa vận chuyển nha anh em. Tiếp theo con sới đa năng, con này của Maratebo ha, con này thì mình đã từng sới rồi. Ha, từng test thử rồi, rất là đẹp luôn. Con này thì nó 4 ngựa 2 ha. Đó, đa năng, cái bánh cao su nhựa nó còn rất là ok luôn ha. Bông sới bữa mình mới ra sới thử ngoài kia. Bông sới là lượm 2 bông sới nó dục lại đây kìa. Thì nó có cái khớp nối là anh em sới luôn ha. Đó, khớp nối này anh em gắn vô anh em sới nè. Đó, anh em không sới thì tháo khớp nối này ra. Em đang gắn cái này để anh em tạc, bữa em tạc ngoài đây mấy cái luống rất là đẹp luôn. Con này như mới luôn. Đó. Khá đẹp luôn. Không phải chê đâu được nha anh em. Nè, bô lửa nó nè. Sáng giới luôn. Anh em nhìn dưới cái dạ này nó chưa giống như chưa xài luôn. Anh em thấy ốc ác bảy màu dưới đây ha, mà sáng giới luôn, nó không có chốc sơn gì hết. Đó. Nếu mà nó xài nhiều là thấy chốc sơn rồi ha. Nãy rửa chắc mình bị ướt vô nước hay sao. Mấy ống trên này ống bát bảy màu á.
hết xăng luôn anh em ơi. Đó. Nói chung con này full chức năng anh em ơi. Thì nó số nó đây. Có nhanh và chậm ha, quay ngược xuôi. Đó, đảo đều, đảo đầu đều được luôn anh em ơi. Con này thì anh em nào mà có cần mà xem video test thực tế thì inbox em xe test ha, em có cái video test thực tế luôn rồi. Bắt luống lên luôn ha. Rồi, thì con này em đang bán với giá là 9 triệu anh em ơi, 9 triệu chưa bao giờ vận chuyển nha. Rồi, anh nào cần thì ới em nha. Rồi ok, còn hai máy nổ nữa chắc em quay sau anh em ơi. Thẻ nhớ đầy luôn rồi, báo đầy luôn rồi. Con này con NX 40 nè. Rất là đẹp ha, chạy rất là ok luôn. Đó, 40. Và còn bên đây con R 65. Đó. Thì mấy con này anh nào cần thì nhắn Zalo em quay cho ấy anh em ơi. Thẻ nhớ báo hết dung lượng rồi. Rồi, ok, chào tạm biệt anh em nha.